Thưa quý vị, lựa chọn ngành nghề của mỗi người là việc rất quan trọng, vì đó là yếu tố mang tính quyết định cho sự thành công trong tương lai. Tuy nhiên, với một học sinh trung học phổ thông, không phải ai cũng chọn được ngành nghề phù hợp. Không ít sinh viên sau khi học đại học, cao đẳng mới nhận ra rằng bản thân không phù hợp với ngành nghề đó, băn khoăn trước việc nên dừng lại hay cố gắng học để lấy tấm bằng. Để không chọn sai ngành nghề, theo các chuyên gia, khi lựa chọn ngành nghề ngoài năng lực học tập, cần căn cứ sở thích, nhu cầu lao động khi ra trường và điều kiện của gia đình cũng như đặc điểm của bản thân. Ở tuổi 21, độ tuổi mà nhiều bạn trẻ đang còn ngồi trên ghế giảng trường đại học, thì Võ Thị Ngọc Kim, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, đã tìm cho mình một công việc để lo cho bản thân, cũng như phụ giúp một phần cho ba mẹ. Vốn đanh lợi, siêng năng, làm được việc, em được chủ cửa hàng giữ chân 2 năm nay với mức thu nhập 6 triệu đồng một tháng. Nhưng ít ai biết rằng, Ngọc Kim từng là sinh viên trường sư phạm mầm non, ngành học em chọn theo mong muốn của gia đình, và đã bỏ học sau 2 năm vì cảm thấy không phù hợp. Có năng khiếu về nghệ thuật, sân khấu múa, mới là ngành em muốn học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù vậy, em không nhận được sự ủng hộ của ba mẹ. Khi mà em đang học 12 thì em cũng có tìm hiểu về sân khấu múa. Nhưng em cũng nói với gia đình là em đam mê múa, em muốn vô đó. Nhưng mà thứ nhất là ba mẹ em không muốn cho em theo nghệ thuật. Cái thứ hai là gia đình em không đủ điều kiện để vô, nên là em phải theo gia đình là truyền thống về giáo viên. Một ngày của em buổi sáng đến buổi chiều thì em đi làm, còn buổi tối thì em sẽ nhận thêm show múa, và ngày cuối tuần thì em đi học thêm nhảy. Vào trường học rồi mới nhận ra không phù hợp với ngành học, môi trường là điều rất đáng tiếc. Nhiều người vẫn khuyên rằng nên cố học đến khi ra trường, nhưng nếu tiếp tục học, các em sẽ cảm thấy rất áp lực. Khi đó kết quả học tập cũng sẽ giảm sút và rất khó để học tiếp. Vì vậy, nhiều sinh viên khi nhận ra sự nhầm lẫn trong chọn ngành học đã quyết định dừng việc học để ôn tập và thi đại. Điều này đúng với bạn Nguyễn Thanh Duy, chuyên viên dân sự The Grand Hồ Tràm Strip, người đã tìm được niềm vui, sự yêu thích ở ngành du lịch sau 2 năm thi vào Đại học Cảnh sát Nhân dân không thành và phải bỏ học giữa chừng ngành điện tử. Một ngành học chỉ là sự lựa chọn cuối cùng khi bạn đăng ký quyền chọn xét tuyển đại học. Thời gian mà em học Đại học Công nghiệp 4 thì tức là em học về cái ngành điện điện tử. Thì sau đó thì từ bỏ cái việc học ở trên trường Đại học Công nghiệp 4 đó và quay trở về đi nghĩa vụ. Thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ xong thì em mới bắt đầu là bước vào học trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu. Thời gian mà em học Đại học Công nghiệp 4, 6 tháng. 6 tháng để mà mình biết được bản thân mình cần cái gì. Tại chương trình Cùng Bạn Chọn Nghề Cho Tương Lai, chương trình do Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Giáo dục Đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tại các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh vào tháng 10 vừa qua. Các chuyên gia cho rằng việc chọn sai ngành, nghề bắt nguồn từ việc các em lựa chọn theo cảm tính hoặc theo ý kiến của gia đình. Đến khi vào học mới nhận ra không phù hợp. Bên cạnh đó, ở bậc phổ thông, nhiều em chưa có sự định hướng ngành nghề rõ ràng. Các em cũng chưa tìm hiểu kỹ để hiểu đúng về năng lực, sở thích của bản thân khi lựa chọn ngành nghề. Các chuyên gia khuyên rằng, ngoài việc chỉ chăm chăm vào học, phụ huynh và học sinh cần nắm bắt thông tin về nhu cầu của xã hội, ngành nghề nào thịnh hành, cung cấp cơ hội việc làm tốt, cơ sở đào tạo nào phù hợp với năng lực, sở thích của học sinh, để từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Phụ huynh định hướng nghề nghiệp cho con là cần thiết, nhưng cần nhất là phải đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, đừng bỏ qua những ước mơ, đam mê, năng lực của con. Ở Việt Nam của chúng ta có rất nhiều ngành học để các bạn lựa chọn và cũng có rất nhiều chương trình của các trường đại học với rất nhiều cái mức chất lượng và học phí khác nhau và cái phương thức đào tạo khác nhau. Tuy nhiên, để lựa chọn bước vào một trường đại học nào đó là một điều hệ trọng. Các bạn cần phải tìm hiểu thật là kỹ về cái sở thích, cái thế mạnh của bản thân mình trước, rồi sau đó các bạn mới bắt đầu đi tìm hiểu những cái ngành học mà có thể phát triển tối ưu những cái đặc điểm về tố chất, về sở thích, về đam mê của mình. Tránh những trường hợp là mình chỉ lựa chọn những cái ngành nghề theo cảm quan, và mình sẽ phải đi tìm hiểu thật là kỹ, không phải là học để cho có bằng. Và các bậc phụ huynh là cũng không thể nào đứng ngoài cuộc cái lựa chọn của con em. Các bậc phụ huynh cần phải có cái sự đồng hành, lắng nghe, chia sẻ
và có thể tìm cách để có thể kết nối con em của mình với những cái bên có liên quan để giúp các em tìm hiểu. Các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng dù là đại học, cao đẳng hay trung cấp thì một trong những yếu tố quyết định thành công là việc các em không học sai ngành nghề. Các chuyên gia lưu ý thí sinh khi chọn ngành cần căn cứ vào năng lực, sở thích, nhu cầu lao động khi ra trường và điều kiện của gia đình cũng như đặc điểm của bản thân như là sức khỏe, thể trạng, tính cách. Cần chủ động tự đánh giá bản thân để trả lời mình giỏi cái gì, thích gì, hứng thú với lĩnh vực nào. Chủ động tìm hiểu thông tin liên quan đến ngành, trường, mình học. Ngoài ra thì các em cần cân nhắc điều kiện gia đình về truyền thống, khả năng tài chính, vân vân. Con đường đại học không phải là con đường duy nhất mà cũng có thể có nhiều con đường khác để đến thành công. Quan trọng nhất là phù hợp về cái năng lực học tập. Và cái phù hợp nữa là hoàn cảnh kinh tế gia đình nữa. Bây giờ đối với bậc đại học, với cái việc tự chủ đại học hiện nay thì các cái mức học phí cũng không phải là ít. Đó, là có nhiều gia đình cũng có thể làm được, đặc biệt là gia đình con em ở cái nông thôn khó khăn thì có thể chọn bậc trung cấp, bậc cao đẳng, vì học trung cấp, cao đẳng ra trường mình cũng có thể thành công và mình có thể phát triển bản thân được. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và mùa xét tuyển đại học năm 2023 đã đi qua, năm học mới đã bắt đầu gần nửa chặng đường. Với các em học sinh lớp 12 đi học này, ngoài những lo lắng về kết quả học tập thi cử, không ít học sinh vẫn đang đay hoay trước bài toán chọn ngành nghề phù hợp. Các chương trình hướng nghiệp như thế này sẽ giúp cho các em có thêm các thông tin trước khi quyết định. Tuy nhiên, gia đình không thể thiếu trong việc đồng hành cùng các em. Cha mẹ là người gần gũi và hiểu con em mình nhất, biết được năng lực sở trường của các em là gì, tài chính của gia đình đến đâu để các em lựa chọn ngành và trường phù hợp. Các thầy cô giáo trong trường có nhiều kinh nghiệm, có phương pháp sư phạm, cũng sẽ giúp cho các em định hướng nghề nghiệp đúng đắn.